Một ngày mới đã lên, chúng tôi có dịp về xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để được hòa mình trong không gian xanh yên bình, nơi những chồi xanh của cây ổi đang vươn mình đón những ánh nắng đầu ngày dịu dàng, nhẹ nhàng và tươi mới nhất. Chàng trai này sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, phục viên quay trở về địa phương, tiếp tục viết tiếp câu chuyện của trái ổi sạch, xanh cho gia đình, cho các hội viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Ổi Thanh Kiên. Đó là anh Nguyễn Hoàng Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Ổi Thanh Kiên ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Bằng những kinh nghiệm dày dặn được lĩnh hội từ ba mình, ông Nguyễn Thanh Kiên, Trọng Hiếu đã tự tin viết tiếp những ước mơ, những dự định lớn lao mà ông Nguyễn Thanh Kiên, cố giám đốc Hợp tác xã Ổi Thanh Kiên còn dang dở. Để đạt tiêu chí OCOP, Hợp tác xã Ổi Thanh Kiên đã nỗ lực không ngừng trong đầu tư quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Chương trình OCOP được triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã góp phần làm thay đổi, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và khơi dậy được tiềm năng lợi thế khu vực nông thôn. Với chất lượng ổi ngon, sạch, quả đẹp, Ổi Thanh Kiên đạt chuẩn đề xuất vào những thị trường khó tính. Hợp tác xã Nông nghiệp Ổi Thanh Kiên cũng là đơn vị đầu tiên xuất khẩu ổi chính ngạch sang thị trường Nhật Bản. Qua những kết quả thu được, Hợp tác xã Nông nghiệp Ổi Thanh Kiên đã đăng ký và trở thành thương hiệu quốc gia, góp phần quảng bá chất lượng nông sản Việt Nam ra thị trường quốc tế. Đây cũng là thành tích đáng nể của một hợp tác xã vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Bình Dương. Ngay từ khi mới thành lập, hợp tác xã đã xác định sản xuất theo hướng hữu cơ, nói không với phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, chỉ bón phân chuồng ủ mục và các chế phẩm vi sinh. Để mà những trái ổi mà đạt được cái chuẩn xuất khẩu thì mình có những cái kỹ thuật gì? Trước hết là muốn làm xuất khẩu là mình sẽ rất là mình tự tin trong giai đoạn tuyển chọn. Là tuyển chọn loại bỏ những cái trái ra mà nó gọi là không đạt chuẩn từ ngay ban đầu. Nhưng những trái này là không đạt chuẩn này. Mình sẽ loại bỏ ngay ban đầu luôn. Thứ hai là quy cách mà mình lúc mình hái trái. Giống như là lúc này đi. Mình thấy nó không đạt chuẩn nữa mình cũng phải dạt một đợt nữa. Thị trường trong nước thì thị trường nước ngoài thì mình xuất khẩu đi những nước nào? Hiện tại giờ mình cũng đang xuất khẩu là đi cái nước các nước như là Dubai và Nhật. Tại thị trường Dubai là thị trường thấy mạnh nhất của mình. Tại vì cái lượng cung lượng cầu của nó sẽ cao hơn mấy thị trường khác. Một năm thì mình xuất đi Dubai khoảng bao nhiêu? Nếu như mà hiện nay năm nay mình sẽ xuất đi khoảng 50 tấn. Riêng thị trường Nhật thì có những cái tiêu chuẩn khắt khe gì không? Có nó đòi hỏi những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe, như là một cái tiêu chí gọi là bắt buộc là phải có việt gáp hoặc lô bộ gáp. Thứ hai là các chi sóc nguồn gốc và mã vùng trồng. Để mà đạt những cái tiêu chuẩn đó thì mình phải xây dựng cái kế hoạch, cái chiến lược như thế nào? Thứ nhất là mình sẽ quy phân mã, rồi như cái vườn nào là mình sẽ đi Nhật, là mình sẽ tập trung vào cho cái vườn đó là chuyên đi Nhật. Thứ hai là quản lý về chất lượng của trái ổi trong cái vườn đó. Cuối cùng là chất lượng của mình khi trái cây từ Việt Nam qua tới bên bển đáp ứng được nhu cầu chất lượng của mình. Có người ví von cây ổi là cây xóa đói giảm nghèo, nhưng đối với hợp tác xã, ổi là cây có giá trị kinh tế cao vì nó phát triển rất nhanh, ít phải lo về khí hậu và cây cho trái quanh năm. Quy trình chăm sóc dễ, lợi nhuận thu về từ trồng ổi tương đối cao hơn so với một số cây trồng quen thuộc khác tại địa phương. Hiện tại là em thu với giá là 8-9 ngàn đồng một ký tại vườn. Cái việc ký kết giữa nhà vườn và hợp tác xã thì được diễn ra như thế nào? Em sẽ ký hợp đồng với nhà vườn là 2 năm, là em sẽ bao thu hết tất cả cái số lượng trong vườn. Thì một nhà vườn với một hectare thì một năm thì thu nhập khoảng bao nhiêu? Hiện tại giờ 1 hectare nó sẽ cho lợi nhuận từ 180 triệu đến 250 triệu trên 1 hectare. Thì cái lợi nhuận đó thì nó cũng cao hơn mấy cái so với mấy mặt bằng chung. Nhà vườn có gặp khó khăn gì trong cái vấn đề mà chuyển giao công nghệ để mà trồng một trái ổi sạch không? Không, thì cũng gặp khó khăn nhưng mà bên hợp tác xã sẽ hỗ trợ tối đa về kỹ thuật và phục vụ cho công chăm sóc. Hiện nay nhu cầu tiêu thụ ổi trong và ngoài nước rất lớn nên rất cần sự hướng dẫn định hướng cho bà con nông dân trồng và liên kết với các đơn vị chế biến xuất khẩu tiêu thụ sản phẩm. Bằng suy nghĩ ý tưởng của người trẻ năng động,
Trọng Hiếu chia sẻ với chúng tôi về những dự định phát triển các sản phẩm mứt sấy được làm từ ổi, giúp tăng giá trị các sản phẩm lên gấp nhiều lần so với trái cây tươi. Như bước qua sang năm, mình sẽ phát triển thêm một cái sản phẩm về liên quan tới ổi, như là ổi sấy. Mình sử dụng cái ổi hữu cơ của mình luôn, mình làm ra. Thì mình có hướng đến thị trường nào chưa? Hiện tại là em đang làm thí điểm và chào hàng bên thị trường Dubai. Tại vì nó bên bển là nó cũng như y người Việt Nam mình thôi. Nó cũng sử dụng cái cây sấy là gọi là mứt sấy. Thì sản phẩm Việt Nam nếu mà sản xuất về mô hình ví dụ như việt gáp hay là hướng về hữu cơ hay là sản xuất hữu cơ thì rất là an toàn. Thì riêng về cái hợp tác xã Thanh Kiên thì ổi trồng này được mười mấy năm rồi, thì thấy cái chất lượng và cái hướng làm rất là tốt, không có thay đổi cái chất lượng của cái quả ổi nên là rất an tâm. Nhìn lại quá trình xây dựng thương hiệu ổi Thanh Kiên với chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, với những chính sách hỗ trợ kịp thời từ chương trình OCOP của tỉnh Bình Dương, hợp tác xã đã phát huy tiềm năng, lợi thế và truyền thống của địa phương, khẳng định giá trị từ nông nghiệp sạch, xanh và bền vững. Sản phẩm ổi Thanh Kiên không chỉ chinh phục người tiêu dùng trong nước mà còn hướng đến những thị trường được xem là khó tính của quốc tế, phát triển sản phẩm lợi thế của địa phương, gắn kết giá trị cộng đồng như mục tiêu mà chương trình OCOP đặt ra. Ngoài sự nỗ lực liên kết giữa các đơn vị lại với nhau, vẫn rất cần sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các cơ quan chức năng đến từng đơn vị, từng hội viên hợp tác xã, nông dân. Các chính sách hỗ trợ như tạo ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường, hỗ trợ vốn vay, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh khâu giới thiệu quảng bá tại các hội chợ nông sản, thực phẩm quốc tế. Qua đó, giúp người nông dân nắm bắt, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng từng khu vực và trên toàn thế giới, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu nông sản Bình Dương trên bản đồ nông nghiệp trong và ngoài nước.